Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đã gần kề về việc chúng ta lục cái báo cáo chính rồi. Đó là ngày 30 tháng 3 năm 2020 là hạn cuối cùng mà chúng ta lục cái bộ báo cáo chính cũng như là quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019. Thì đến thời điểm này hầu như các bạn học viên của tôi đã hoàn thành rồi. Được chưa? Và hôm nay thì có một cái bạn cũng đã hoàn thành rồi nhưng mà bạn ấy lần đầu tiên làm cái mẫu phụ lục 03A. Đấy, đó là cái mẫu để chúng ta điền cái thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với một số cái trường hợp. Được chưa? Nếu các bạn nào chưa hiểu và chưa làm rõ là doanh nghiệp mình có được ưu đãi hay không thì có thể tham gia cái khóa là sát thủ đại lý thuế của tôi, thì tôi có hướng dẫn chi tiết là doanh nghiệp nào, đối tượng nào được ưu đãi miễn giảm thuế, đúng không ạ? Thì cái bạn này, bạn ấy đang làm như này, bạn cứ gửi cho tôi bảo là anh ơi, em làm đúng chưa, đúng không ạ? Thì theo thông tin mà tôi được biết thì bạn ấy là làm doanh nghiệp về tin học phần mềm vậy. Thì đối với phần mềm chúng ta là được ưu đãi là thuế suất còn 10% trong 15 năm đầu, được chưa? Và 4 năm đầu chúng ta được miễn 100% và 9 năm tiếp theo là chúng ta được miễn giảm 5%. Thì các bạn nhìn vào kết quả như thế này, bạn ấy đã làm đúng chưa? À, thì bây giờ tôi sẽ gọi cho bạn ấy và tôi phân tích cho bạn ấy xem là bạn ấy đã làm đúng hay làm sai nhé. Thì tôi sẽ gọi điện. Ok, thì bạn này cũng là học của tôi từ ngày 9 tháng 1 mới đây thôi và đến thời điểm này đã hoàn thành báo cáo rồi, rất là tuyệt vời. Thắng dạ à? Vâng em nghe. Dạ vâng ạ. Ừ, em bảo này, cái bảng này của em ý, thì em đang nhầm lẫn một chút thôi, thì là em đúng. Vâng. Của em là về điện tử đúng không? Phần mềm. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Thì đối với phần mềm thì nó là miễn giảm, nó được ưu đãi thuế suất như trong cái khoa học đại lý thuế có dạy. Dạ. Thì mình phải phân biệt rõ hai cái, một cái ưu đãi về thuế và một cái miễn giảm. Thì cái tin học được ưu đãi, vừa được hưởng ưu đãi vừa được hưởng miễn giảm. Miễn giảm. Dạ. Thì ưu đãi của nó 10% như em làm là đúng rồi, ok rồi. Vâng. Thì còn cái việc mà cái phần thứ hai ấy, từ chỉ tiêu thứ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ấy, thì em đang bị nhầm lẫn. Tức là ở cái chỉ tiêu 4.2 ấy, dạ, cái thuế suất áp dụng mà em được ưu đãi là 10% chứ không phải là 5%. 10% ạ. Vâng, 10% của cái đấy và bên dưới là 50% của phần thuế đúng không ạ? Đúng rồi, có nghĩa là như em đang nhầm lẫn, có nghĩa là em đang nhầm lẫn ở cái chỉ tiêu 6 là mình cộng gồm cả miễn giảm vào là xuống là 5% đúng không? Dạ vâng. Đấy, có nghĩa là em lấy 10% nhân với lại 50% là còn 500, như thế là sai, tại vì nó tách riêng hai cái khoản đấy, thuế, ưu đãi thuế và miễn giảm nó riêng em ạ. Vâng. Ừ. Có nghĩa là ý là một cái là trên là cái suất thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi áp dụng là 10%. Đúng rồi. Là sẽ là 18.200 và một cái là tỷ lệ thuế doanh nghiệp được miễn giảm là 50%. Là 50% thì được 9.100.000 ạ. Đúng rồi, có nghĩa là em sẽ lấy chỉ tiêu 5 là em nhân với 10% nó ra là 18.200, em hiểu chưa? Em hiểu chưa? Dạ. Và sau đấy mình mới nhân tiếp với 50% thì nó mới là 9.1. Thế là em được ưu đãi của cả hai cái chỉ tiêu là được ưu đãi về thuế suất và được miễn giảm. Đúng rồi, có nghĩa là đồng thời em được ưu đãi về thuế suất là 10%, giảm từ 20% xuống 10%. Dạ. Và cái thứ hai nữa là em lại được miễn giảm tiếp của cái ưu đãi đó là em 50% lấy của thuế để em giảm nhân với 50% chứ không phải là mình lấy thuế suất nhân với 50%. Thế nếu như thế thì trên cái tờ khai nó sẽ tự nhảy số đúng không anh? Đúng rồi. Mới cho em hỏi một chút là trong cái tờ khai mà mình tính cái phần C8 ấy, thì là nó sẽ nhân với thuế suất là 20% là bằng 64.551.000 đúng không ạ? Thì cho em hỏi một chút là cái thuế đấy là cái thuế mà mình phải tính chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi trừ đi hai cái khoản này là còn 37 triệu thuế mình phải nộp đúng không ạ? 37 triệu này, từ từ em điền bên này, nó điền ngầm đấy. Em nhìn bên này nhá. Có em B4 là có em có 2 triệu 7 này. Vâng. À, tổng thu nhập chịu thuế của em ở đây là 2% là 322 triệu này. Dạ. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trên là do áp dụng ưu đãi này. Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm này. Ok này. Ok, nhận. Ok.
trên về diện tích. Không, cái này nó không đúng rồi. À, 23.22. Của em 182 triệu là của em, là em lấy ở đâu ra đây? Là cái phần mềm mà sản xuất phần mềm ấy ạ, phần mềm doanh thu không chịu thuế đấy ạ. Cái phần mềm em được ưu đãi đấy. Là 182 triệu đúng không? Dạ 182 triệu ạ. À, có em bên em là bao gồm cả cả là đối tượng là được miễn và không miễn đúng không? Dạ vâng, có cả đối tượng được miễn và không miễn. Có nghĩa là 182 triệu là của em là được được ưu được đãi miễn 10% và giảm 5%. Vâng, được ưu đãi. Dạ đúng ạ. Còn tổng của nó là 320 triệu đúng không? Vâng. Thế thì đúng rồi. Thế nên làm như này đúng rồi. Ba trăm hai mươi hai triệu là tổng trong đấy, là gồm tổng cả cái phần chịu thuế và không chịu thuế. Đúng rồi, thì tại vì là em nhìn ở cái chỉ tiêu C8 ấy thì vâng, nó có ghi giải thích rõ là nó bao gồm cả cả ưu đãi trong này rồi. Cả ưu đãi, vâng ạ. Đấy, thì sau khi mà nó lấy nhân cái này với lại 20% ấy, xong nó sẽ trừ đi ở cái chỉ tiêu C11 và C12. C12. Vâng. Thì nó sẽ ra cái số thuế phải nộp. Là 37 triệu là chỗ cái phần D, cột tổng chỉ tiêu D đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Thế khi cái bút toán cuối cùng của em đấy là khi kết chuyển cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ là cái 37 triệu này anh. Cái chuyển thuế á? Vâng ạ. Chuyển thuế em phải kết chuyển theo cái số em phải nộp chứ. Số em phải nộp là 37 triệu đây, là cái theo cái số em phải nộp ấy. Nó chính là cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Là theo cái dạ, số thực tế mình phải nộp ấy, chứ không phải là theo cái số mà ở là tiêu 64 C10 triệu đâu. Ở trên này. Chứ nó không phải là cái số thuế 20% của cái đúng rồi, cột... không phải là C10 là 64 triệu đâu. Dạ vâng. Ừ. Dạ vâng vâng ạ. Ừ, thế có nghĩa là cái biểu này của em là cũng đúng đúng không ạ? Rồi ok rồi đấy. Dạ, bây giờ vâng, em chỉ cần sửa cho anh cái 03 cái trừ 3 ấy, là ở kia là 10, chỉ tiêu 6 là 10. Chỉ tiêu 8 là 50%. Chỉ tiêu 6. 6 là 10, còn 8 là 50. Trên cái phụ lục hay là trên cái tờ 2 anh? Trên cái phụ lục 03 trừ 3. Trên cái phụ lục 03, à 6 là 10, vâng, chỉ tiêu ừ, rồi ạ. Ừ. Cái 4.2 là 10, là 100 là 10% đúng không ạ? Đúng rồi. Còn cái kia là 50%. Dạ. Ừ. Vâng ạ, thế thì cuối cùng là nhảy tờ khai nó sẽ là 37.251 triệu. Trên tờ khai của em ấy, em điền vào nó vẫn nhảy ra kết quả như thế đúng không? Đúng rồi, nó tự nhảy kết quả chứ em không chỉnh sửa gì, nhưng chẳng ừ, qua là nhưng em thật ra là em sửa đi nó vẫn ra kết quả như thế đúng không? Vâng ạ, tại vì nó chỉ là một cái ở trên, nó cũng nó tính là nó tính tổng của cái phần 3 và phần 4 ạ. Ừ. Nó phần 3.4 và 4.5 ạ, nó cộng của hai cái phần chỉ tiêu đấy xuống là nó nhảy, là hai số đấy nó vẫn là chỉ tiêu cuối cùng. Nhưng mà là em nó nhảy sang chỉ tiêu sau khi em sửa xong ấy, chỉ tiêu C11 và C12 vẫn là 18.200 và 9.100 đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Đấy, vẫn okay, là hai chỉ tiêu đấy. Thế là đúng rồi đấy. Dạ vâng. Em tại vì lúc đầu em cũng không hiểu. Không? Dạ vâng, lúc đầu em không hiểu là cái phần thuế mà mình được hưởng là mình chính là mình tính từ cái tờ khai là chính là C10 này, mình trừ đi cái phần ưu đãi thì cuối cùng là giao thuế phải nộp. Tại vì là em thấy có sự khác biệt của năm trước với năm sau, vì cái bạn kế toán mới, bạn cũ ấy, bạn ấy làm thì nó lại không đúng theo cái số liệu ở trên cái phần C16 này, mà nó là một cái số nó trừ, nó lại không có sự ăn khớp. À, thế chị vâng, hiểu có nghĩa là cái bản chất của cái này là ban đầu ấy, thuế họ quan dạ, tâm là nếu mà không ưu đãi, không miễn giảm là bao nhiêu, là 64 triệu em hiểu chưa? Dạ. Đấy, đúng sau ạ, khi mà mình có cái phần ưu được đãi, ưu đãi về thuế suất là 18 vâng, triệu 200 đây này. Vâng. Đấy là mình họ lấy cái tổng 64 trừ đi 18 triệu 200 đấy thì nó ra được cái số thuế mình phải nộp, và đồng thời mình lại được miễn giảm thêm 9 triệu mốt nữa. Dạ vâng. Thì nó ra được cái số thuế phải nộp là 37 triệu. Thì em hiểu như thế là ok. Dạ vâng. Bây giờ em dạ, nộp vâng, là xong, thì còn báo cáo còn cái gì nữa không? Thực ra thì em báo cáo thì em nói chung là cũng là lần đầu tiên em làm nên em cũng cảm thấy mình chưa được yên tâm, em muốn hỏi cho nó chắc cẩn thận đấy ạ. À. Vâng. Vì là cái doanh thu của cái phần mềm thì
nó cũng không cao, nhưng cái giá vốn của em năm nay thì nó lại hơi thấp so với lại cái phần tổng doanh thu ấy, À. nên cái chi phí của em nó lại đẩy lên cao, thì em cũng chỉ cố gắng là tăng cái chi phí và phần nhân công thôi. Thì À. cũng qua cái bài học về nhân công của anh thì nó cũng áp dụng được, thì nó cũng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Có nghĩa là chỉ có cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp này thì mình chưa hiểu lắm, tại vì là riêng cái năm so với 2017, có nghĩa là từ năm 2015 đến 2018 là có một bạn kế toán khác bạn nào, nhưng bây giờ bạn nghỉ hẳn và bạn ấy không liên lạc được. Nhưng mà em lại thấy cái số liệu của nó lại lệch nhau giữa cái em đang hỏi anh là cái 033A này này, với lại cái quyết toán chính là cái 821 đấy, chi phí thu nhập doanh nghiệp ấy ạ, nó lại không, nó không khớp số với lại cái số cột chỉ tiêu D này. Nó lại một cái số rất rất là khác so với cái chỉ tiêu D, nên em mới hỏi là không biết là lý do tại sao, vì mình thực ra là Thì cũng chưa chắc hiểu chắc hết bạn ấy về. bạn quên là không có hai khả năng là như thế này. Một là bạn ấy lấy tổng luôn là 64 triệu, bạn ấy nhân với 10%, bạn lấy luôn là 322 triệu, bạn nhân 10% và nhân tiếp miễn giảm, em hiểu chưa? Em cũng thấy có cả bảng phụ lục 033A ạ. Có cả bảng phụ lục 033A, bạn ấy cũng làm rõ ràng là như thế, nhưng mà khi trừ đi thì lại không, không, nó lại có nghĩa là khi mình trừ đi thì mình chính là mình phải lấy C chỉ tiêu C10 trừ đi 11 12 thì nó là cuối kết quả cuối cùng là chỉ tiêu C16, và đấy nó cũng là số thuế mình phải nộp. Đúng Nhưng mà khi cái tờ khai đấy nó lại không, không đúng, không trùng với cái số liệu Nhưng mà mà bạn trên có tờ C10 khai. có ra 64 triệu không? Dạ. Bạn cũ làm C10 có ra 64 triệu không? Bạn cũ này thì bạn lại có nghĩa là từ năm 18 thôi, năm 19 thì là em làm, nhưng mà ý là những năm trước em soi lại những năm trước ở trên những cái phụ lục 03 ấy thì nó lại lệch như thế, thì em muốn Chắc chắc chắn bạn là bạn mình. đang làm sai. Vâng, thì em muốn hỏi là có nghĩa là cũng công ty của em cũng là 5 năm rồi đấy, thì là cũng là quyết toán ấy, thì những cái phần mềm đấy ví dụ như thế mà sửa sai thì em phải điều chỉnh như nào anh nhỉ? Mình Ý có là nên điều những cái chỉnh năm trước trong em năm sai nay? bây giờ điều chỉnh như nào á? Vâng ạ, có nghĩa là nếu mà chính xác là theo cái biểu mà em gửi cho anh đây mà là chuẩn thì em nghĩ là cái bạn những bạn trước ở bạn nào là sai, thì em Bây muốn giờ hỏi em là phải ví biết dụ là nó ảnh hưởng như nào về thuế đã, thì lúc đấy anh mới hướng dẫn được. Ví dụ như là sau khi mình sửa xong nó làm ảnh hưởng tăng hay ảnh hưởng giảm. đương nhiên là ảnh hưởng giảm rồi anh ạ, có nghĩa là giảm, mình phải tăng cái số thuế mình phải nộp lên đấy. Tăng số thuế phải nộp á? Vâng. Tăng số thuế phải nộp thì bây giờ em cứ sửa lại thôi. Nếu mà tăng số thuế phải nộp thì em sửa lại cái phụ lục cho em đẩy đi. Đồng thời là mình xem là mình phải nộp thêm bao nhiêu, mình nộp chậm nộp với lại nộp cái tiền thuế đi là được mà. Đấy là mình chỉnh sửa tại năm hiện tại là 2019 này, hay là mình làm phục lục của cái năm cũ anh? Mình làm bổ sung chứ. Làm bổ sung là của cái năm hai, ví dụ như những năm tài chính 2018 thì mình làm phục lục bổ sung của năm 2018 ạ. Đúng rồi. Mình Dạ. phải làm lại cả quyết toán luôn chứ không làm nguyên phụ lục đâu. Có nghĩa là báo cáo là mình phải làm lại hết đúng Không, không ạ? báo cáo Chỉnh thì sửa. nếu mà nó không ảnh hưởng gì đến báo cáo thì không phải làm lại báo cáo, em làm lại cái quyết toán thôi. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, sau đấy là làm khai bổ sung ạ. Bây giờ em phải xem là cái báo cáo cái kết quả ấy, bây giờ, sau khi cái chỉ tiêu mà lợi nhuận sau thuế thì là bạn lên đúng chưa? Vâng, lợi Đấy, nếu mà cái lợi nhuận nó hoặc nó ảnh hưởng về doanh thu ở chi phí thì mình mới phải sửa báo cáo. Còn nếu mà đơn giản người ta chỉ điền sai tí cái cái thuế thuế thu nhập. 03-3A này thì mình làm lại Vâng. cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mình nộp lại là được. Dạ vâng. Xong là Vâng xem vâng. ảnh hưởng như thế nào thì em nộp thuế bổ sung thêm chậm nộp. Vâng. Dạ vâng, thế em cảm ơn anh ạ. Chào em nhé. Dạ em chào anh ạ. Đó, thì bạn có thể thấy không ạ? Quá là tuyệt vời. Thì bạn này bạn mới học của tôi từ ngày 8 tháng 1. Là bạn bảo là chưa biết gì về 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 không phải không biết gì mà bạn ấy từ một người dạy kế toán nội bộ là bạn ấy chuyển lên về làm việc thuế, thì bạn bảo là em chưa biết làm anh ạ, thì tôi có hướng dẫn bạn nên hoàn thành bộ báo chính và đến thời điểm mà làm cái tờ khai quyết toán này bạn ấy học theo cái video mà tôi hướng dẫn, học theo cái video mà tôi hướng dẫn thì bạn đã làm được rồi. Và đến cái mẫu 03-3A này này thì tôi có dạy ở trong cái khóa sắp thủ lệ thuế, thì có lẽ là bạn ấy chưa tìm được cái phần đó, nó cho nên là tôi đã hướng dẫn trực tiếp bạn ấy luôn để bạn ấy giải quyết cái vấn đề, chứ không thể nào mà bắt bạn ấy đi ngồi bạn học đầu được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tôi phải vào tôi kiểm tra, tôi hướng dẫn cho bạn để bạn ấy nộp kịp cái báo cáo cho đến 30 tháng 3 năm 2020 này.
đúng không ạ? Đó thì nếu mà bạn nào mà cần cái sự hỗ trợ hướng dẫn của tôi thì hãy tham gia những cái khóa học của tôi. Những cái khóa học này rất là tuyệt vời các bạn nhé. Nó không chỉ là kiến thức về kế toán, nó không chỉ là về về những cái con số thôi, mà nó về kinh nghiệm, và nó quan trọng tuyệt vời hơn nữa là luôn luôn có tôi ở đằng sau, tôi hỗ trợ hướng dẫn các bạn. Nếu các bạn có một người luôn luôn ở sau mà hỗ trợ thúc đẩy các bạn làm thì khi đó bạn mới giỏi được. Và đồng thời chúng ta gặp vướng mắc ở đâu đấy mà có người giải đáp cho chúng ta những cái thắc mắc đó thì chúng ta sẽ giỏi lên rất là nhanh, tuyệt vời đúng không ạ? Đó rồi, và quan trọng cực kỳ nữa đó là cái tinh thần, đúng không ạ? Cái tinh thần học. Có thể rằng nhiều bạn 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 là sau khi mà xem video của tôi, bạn ấy có động lực để làm lại cái nghề kế toán này hơn, có động lực để chiến đấu hơn, đúng không ạ? Tại vì là học, chúng ta học không phải là diện chúng ta học kiến thức, kiến thức nó có sẵn rồi. Tôi nói cho bạn, kiến thức là nó có sẵn rồi, là do con người tạo ra. Nhưng mà cái việc mà chúng ta học hay không học, nó giữa cái ranh giới nó chỉ là một cái đường trẻ, đường chỉ thôi các bạn ạ. Đấy, bạn bước qua là chúng ta làm, và chúng ta dậm chân tại chỗ là chúng ta chán nản, chúng ta bỏ. Đấy, để bạn bước qua được cái đường ranh giới đó là chúng ta phải có một người ở sau dạ thúc đẩy các bạn. Đi đi, đi đi, làm đi. Đấy, hãy làm đi. Vướng đâu thì dạ, hãy quay lại tôi sẽ gì ạ? Đẩy cho các bạn, bạn đi tiếp. Đó, thì đó là cái điều tuyệt vời mà tôi thấy mình làm được cho các bạn học viên của mình. Thì ở đây các bạn có thể vào trang amatech.vn thì có những khóa học rất là tuyệt vời. Kế toán xây dựng, kế toán sản xuất, kế toán thương mại dịch vụ thì tôi sẽ mở cho các bạn cái khóa kế toán xây dựng này. Nó dạy, tôi dạy theo là dạy theo gói chứ tôi không dạy theo khóa các bạn nhé, không dạy theo khóa, tôi dạy theo gói. Tại vì là có thể rằng là dạy bạn học đến với tôi là các bạn đã biết được 80-90% rồi đúng không ạ, nhưng mà tôi vẫn không bán cho bạn những khóa nâng cao riêng, mà tôi vẫn ghẹp theo đó, đó là gì ạ, những khóa kế toán cơ bản. Vì sao? Đừng đừng nghĩ rằng gì ạ, mình giỏi rồi mà mình không tham khảo thêm đấy. Tại vì tôi nhớ đâu đó các người thầy người ta dạy gì ạ, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta biết rồi. Khi các bạn xem video của tôi, các bạn bảo rằng à cái này tao biết rồi, thế thì tự nhiên bộ đầu óc của chúng ta nó loại ra một cái ý nghĩ là gì ạ, là không cần phải học nữa đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì, các bạn luôn luôn trong cái tâm trí bạn là à cái này tuyệt vời, ô cái này hay quá, ông này nói hay quá đúng không ạ? Đó, chúng ta cứ tiếp nhận đi, còn việc mà chúng ta thấy hay thực sự và áp dụng hay không thì đó là cái cảm nhận và đánh giá của các bạn đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta xem thì chúng ta cứ xem gì ạ, à ồ cái này mình chưa biết, mình phải tham khảo thêm đúng không ạ? Đó đó là rất tuyệt vời. Thì bản thân tôi thế, mặc dù là tôi làm kế toán này rồi nhưng mà tôi rất hay đi tham gia những cái khóa học của các cái người khác đúng không ạ? Để gì, mình biến kiến thức của họ thành của mình, đó, biến kiến thức của họ thành của mình. Tại vì sao, chưa chắc một con người có thể là va vấp nhiều cái đối tượng được đúng không ạ? Có thể là gì ạ, tôi làm dịch vụ, tôi làm rất nhiều doanh nghiệp rồi, nhưng mà có thể cái trường hợp đó, cái câu hỏi đó thì tôi chưa bao giờ gặp, cho nên là tôi phải đi tìm hiểu, được chưa? Có thể rằng gì ạ, tôi học của người ta 10 buổi thì tôi chỉ có chắt lọc ra được khoảng 3 4 ý hay thôi, nhưng mà 3 4 ý đó nó rất là tuyệt vời đó đúng không ạ? Đó là những cái lỗ hổng của tôi để tôi hoàn thiện bản thân mình, chứ không phải là gì ạ, chúng ta nhìn đánh giá rằng 70% là chúng ta biết rồi là chúng ta không học nữa, à không phải, còn 30% kia là chúng ta phải hoàn thiện. Đó. Thôi nói đến đây thì các bạn có thể xem cái khóa học ở đây. Đấy, nó theo gói đúng không ạ? Đấy, khóa cơ bản này, khóa thuế này, khóa sát thủ này, bảo hiểm này. Đấy, như bạn vừa rồi bạn bảo là gì ạ? Nhờ học cái khóa bảo hiểm này bạn đã hoàn thiện cái hồ sơ của công ty bạn rất là tuyệt vời, xử lý được cái phần nhân công bảo hiểm. Đó, thuế thu nhập cá nhân. Đó, ok không ạ? Rồi, đấy, ngoài ra thì nó có những cái gói nâng cao hơn, nó dành chuyên sâu cho những cái bạn kế toán trưởng rồi là những cái giám đốc doanh nghiệp, thì nó tuyệt vời hơn ở những cái khóa mà gì ạ? Giúp chúng ta nâng cao cái trình độ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái vấn đề, giúp chúng ta gặp những cái vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ gặp, giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ giải quyết, để khi người khác ta có hỏi chúng ta thì chúng ta có đường để trả lời đúng không ạ? Ai khác đó là gì ạ, là giám đốc, ai đó là bạn bè, ai đó là thuế thì chúng ta vân vân đúng không ạ? Rồi, hoặc là các bạn có thể vào trang kênh kế toán xây dựng. Đấy, bạn vào YouTube các bạn search kế toán xây dựng là các bạn có thể thấy được cái kênh của tôi. Cái kênh này thì tôi có chia sẻ cái video miễn phí hoặc là những cái bài học ở đây. Đấy, đơn giản thế thôi. Các bạn có thể tham gia tham khảo khi mà chúng ta chưa muốn chuyên sâu, hoặc là chúng ta chưa muốn nâng cao, hoặc là chúng ta đã giỏi rồi mà chúng ta chỉ muốn xem tham khảo thôi, thì các bạn có thể vào đây và xem đúng không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.